Đấy rồi, đây rồi, mình thấy vô nhà bạn Hero Simi 08 bắt cua lên đỉnh nhận 100 thỏi vàng nha mọi người. Gì vậy trời, vậy mèo Simi ngủ rồi mấy bạn ơi. Đây còn đây nữa các bạn, đây mình phát hiện là Angel thả 10 sao nhận vàng các bạn, để mình vô thử coi như thế nào nha các bạn ơi. Mình lên cái nhà tôi vậy các bạn ơi. Mình lên cái nhà của mình các bạn, đây cái nhà của mình nè. Trời ơi, còn nguyên cái khu này trống luôn, không có cái nhà nào luôn các bạn. Trời ơi, để tôi cởi cái con cuốn của tôi đi thử nha mọi người ơi. Trời ơi coi. Ủa sao kỳ hả? Xong lần đầu tiên tôi mới thấy một cái chỗ mà nó trống như thế này luôn các bạn. Tính ra này là đi bắt bọ rồi ok nha mọi người, đi bắt côn trùng hiếm rồi dễ thấy nha các bạn. Này giống như lần đầu tiên chứ Hà Long có trong mì tôm nè mọi người. Trẻo ơi. Ok. Ui, tôi không biết sao một lát sau nó có xuất hiện nhà lại nè các bạn. Trời ơi, quá trời nhà xuất hiện lại rồi nha các bạn. Rồi, thì các bạn thấy không? Thấy là mình đang cởi con bét này khá là vui, khá là thú vị đúng không? Thì con bét này để cởi được thì tốn 100 thỏi vàng đúng không? Rồi thì ngày hôm nay clip này mình sẽ đi kiếm thỏi vàng cho các bạn nha. Rồi đi nha các bạn ơi. Thì mình kiếm thỏi vàng ở đâu các bạn? Thì đây mọi người nha. Thì ở trong tiệc nha mọi người. Thì mình thấy các bạn là kiểu là vô nhà tặng thỏi vàng. Ây chẳng hạn đây nè. Bắt cua lên đỉnh nhận 100 thỏi vàng để mình vô thử coi như thế nào nha. Rồi các bạn, thì mình vô nhà được mang GMT mà pha ke rồi các bạn. Anh mang GMT pha ke nè. Ủa? Anh mang GMT sao mặc đồ này? Anh mang GMT phải mặc đồ kia chứ. Ở gì vậy ta? Hay chà quá, là có tặng thỏi vàng không? Đúng. Có tặng thỏi vàng không cho tôi vô chứ. Ê, ông này cũng đang online nha. Hello anh hả? Cái gì vậy trời? Có khi nào tôi dính trưởng không mọi người? Thôi cái bạn này thì không biết nói sao chứ chắc có lẽ là bạn đang để cái cáp gì là chắc là leo lên đỉnh là nhận thỏi vàng thiệt nha mọi người. Để tôi thử tham gia leo lên đỉnh rồi sao nha bạn. Em hay coi video của anh Toàn là cái gì vậy trời. Rồi. Cái gì vậy? Anh là bữa nay anh tính vô là anh báo em đó em. Anh tính báo em đó mà anh làm gì là chết rồi sao anh báo. Đâu bắt cua đâu, bắt cua lên đỉnh đâu mọi người. Ở bắt cua đâu ta? Lần trước anh Bang cũng vào hả? Rồi đâu ba? Rồi bắt cua đâu? Bắt cua đâu em ơi? Ủa mà mình cho bắt cua đâu Bang Phake ơi? Ở đâu em ơi? Rồi ok các bạn ơi. Thì bạn này cũng bảo là bắt cua lên đỉnh là nhận thỏi vàng nha mọi người. Đây mình lên thử nha các bạn. Rồi lên thôi. Rồi đã coi, đưa lên thử nha. Chắc là khó lắm hay sao nè, anh đi ổng nhiều người chưa chinh phục được các bạn, để mình đi thử nha. Quái trưởng thì chữ luôn. Tôi cái bạn Bang đó thì không biết bữa nay có xem clip của tôi không nha. Thì định là lúc đầu thử coi bạn có như nào, nhưng mà thật ra là bạn có bắt cua thiệt nha các bạn. Để tôi coi thử nha, để coi có lên đỉnh nhạn trăm thỏi vàng không nha mọi người. Để tôi lên thử lên được tới đỉnh không nha các bạn. Ê, tính ra tôi nhảy cung hơi bị ghê nha mấy em, tôi nhảy cung hơi bị ghê đó. Đó thấy ghê chưa? Là ơi ôi tôi ghét rồi các bạn ơi. Trời ơi, vậy giờ làm sao nhảy được thỏi vàng trời. Là lên được tới trên đó hả? Chưa ai lên được luôn hả? Rồi sao chịu rồi. Cái gì vậy ta ơi? Rồi vậy là nhà của bạn Bang Phake này các bạn, thì bạn bảo là lên, bạn đã là lên tới đỉnh là nhận thỏi vàng hay sao mọi người? Để giờ nếu bạn nào có muốn tham gia thì vô bắt cua thử nha mọi người nha. Rồi bye bye bạn nha, đi sang nhà khác nha. Bye bye. Nhà tiếp theo mọi người, không ai khác đó là nhà của Hero Simi nha mọi người ơi. Đây thì chị mẹ Simi này Phake nha các bạn, thì chị bảo là lên bắt cua lên đỉnh nhận cũng 100 thỏi vàng hay sao các bạn, để tôi coi thử nha. Thả sao thả tim mới tới đích mới được tính ha. Ok rồi thả sao nè, thả tim luôn nè. Rồi chào chủ nhà đâu nè. Hello Simi nha mọi người. Là hai chị mèo Simi này hơi mặc hơi đồ hơi mập nha mọi người. Chị mèo Simi này kết hôn với ông nào không có tên các bạn. Ủa, kết hôn với bà nào không có tên nha. Ấy kết hôn với ông già Noel à, trời đất ơi, thôi chịu rồi, không có tên luôn, trời ơi, thôi bỏ tay luôn các bạn. rồi để tôi coi thử bắt cua khó cỡ nào mà chưa ai nhận được ta, để tôi thử nha các bạn. Thì mấy bạn này để tôi chắc là không ai lên được hay sao, để thử nha. Chứ không lẽ 100 thỏi vàng như dễ kiếm như vậy mà không kiếm được hả? Đây tôi nhảy cho mấy em coi, thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Trời đất ơi. Trời thấy đỉnh chưa? Quá đỉnh luôn á chứ. Từ đây nhảy qua tới đây. Là còn nhảy lên trên tới trên đó luôn hả? Xa dữ vậy bà. Rồi đi tiếp nha mọi người. Ở chỗ này dễ mà ta. Mấy chỗ này dễ mà sao mà mấy bạn không có nhận được thỏi vàng hả ta? Để tôi đi thử nha các bạn ơi. Ủa cái chỗ này bực thang mà lên không được phải nhảy hả? Qua bên đây nè. Qua bên đây luôn. Đó. Ấy ơi rồi xem, nhưng mà tôi vẫn đi được nha mọi người. Dễ mà, tôi thấy dễ mà ta. Ây da, bắt đầu khó nha, bắt đầu khó nha. Ây, ủa. Ây da, bắt đầu khó nha, bắt đầu khó nha. Ây, ủa. Ủa sao tôi đụng vô vạch đỏ mà tôi không bị chơi lại từ đầu nha mọi người.
tôi đang có cái da giờ mới gớt này các bạn ơi. Trời đất ơi, là dễ dữ chưa? Rồi ok rồi, thôi giờ mình đi khám phá nhà của chị mèo Chimmy Parke nha mọi người. Đây coi có cái gì nha các bạn ơi. Cái này là cái gì ta? Ủa, chị mèo Chimmy đang chơi game à? Phòng này là cái gì đây? Ai làm người yêu mình không á, cái gì vậy? Kia đâu đó là cái phòng ngủ mọi người. Rồi bên này là cái gì? Ở bên này cũng là phòng ngủ. Ở vậy là cái này là giống như xây một cái phòng để cho các bạn dừng chân vô đây nghỉ ngơi rồi mọi người đó. Ví dụ mà bắt cua mệt quá, cái mình vô đây mình nằm mình ngủ. Hò nha mọi người nhé. Trời đất ơi, đỉnh vậy ta. Rồi đi qua đây nha mọi người, đi qua đây tiếp nha. Thì bên đây là cái gì đây? Bên đây cũng là một cái phòng ngủ nha mọi người. Bên này là gì? Cái này là quầy để tăng á hả? Ok. Có bạn nào muốn đăng ký chỗ nghỉ ngơi không nè? Có ai không? Có ai không? Không có ai chân nha mọi người. Ủa gì vậy? Gì vậy trời? Chị mèo Chimmy ngủ rồi mấy bạn ơi. Chị mèo Chimmy ngủ rồi. Rồi mà sao chị mèo Chimmy mập dữ ta? Rồi thì mình qua nhà tiếp theo nha mọi người. Đây rồi các bạn ở đây là hoa hậu giải 100k 100 cành các bạn. Rồi để tôi vô thử coi như thế nào nha mọi người. Để coi các bạn thi qua hậu coi sao nha. Cái này ghi quy ra hỏi vàng cũng được nè, tôi vô nha các bạn ơi. Ê, vô được luôn nè. Rồi tôi đã vô nhà được cái nhà các bạn mà thi qua hậu gì nè mọi người. Đâu ta, chỗ nào thi qua hậu ta? Alo em ơi, chỗ thi qua hậu ở đâu vậy em? Trời, để gây thi qua hậu chứ phải chỗ ngủ nha. Chỗ thi ở đâu vậy mọi người? Cái chỗ thi qua hậu ở đâu vậy các bạn? Mình vô nhà này sao các bạn dẫn nhưng trời. Ở đây có những cái nốt nhạc nè mọi người đó. Thì vô nhà cái nhà này xịn nha mấy ba. Cái nhà này xây ấy để coi kiểu nó đẹp nè. Cái nhà này mặc dù ở dưới ở này nó rộng thì các bạn mà mấy bạn xây kiểu này là khá là ok luôn á. Rồi để tôi kiếm cái chỗ thi qua hậu coi. Ở thi đâu ta? Cái gì đây? 3 giờ chiều hoặc trắng hoặc cái gì đó. Ở đâu ta? Ở đâu mấy bạn ở đâu mọi người? Cái nhà này cũng gần 60 người các bạn. Nhưng mà mình không biết thi chỗ nào á. Giờ không biết thi chỗ nào làm sao mà để nhận thỏi vàng đi trời. Ai vô nhà này rồi thì biết chỗ thi qua hậu chỗ nào chỉ tôi với các bạn. Hình như ngoài kia nha. Đúng. Ở ngoài kia người ta làm gì ngoài mọi người. Đây kia tự nhiên tôi vô nhà làm gì trời. A few moments later. Ở ngoài này có quán trà chanh chém gió đó nè. Trời đất ơi, thôi chịu rồi. Cái bên đây là cái quán cà phê à. Bạn này có xây đỉnh như ta. Ấy nhìn cũng đẹp á mọi người. Bên này là cái gì? À thi qua hậu bên đây á hả? Rồi thi sao? Chủ đề là màu cam với màu trắng hả? Chủ nhà đâu các bạn? Có khi nào mình đứng lê khơi hồi ta đủ mình luôn các bạn ơi. Hình như chủ nhà bên này đúng không? Nè chủ nhà là các bạn, chủ nhà là bé gà nè, đi theo mình ha. Đi đâu đó, ngồi đây ha, chủ đề là màu cam với màu trắng. Mà tôi thấy là số các bạn chưa sử dụng màu trắng với mà không có màu cam nha. Sử dụng màu trắng, màu xanh rồi cái kiểu nè. Rồi thì bạn nào mà muốn gọi là đi thi qua hậu để nhận 100k để đổi thành thỏi vàng thì các bạn có thể vô nhà của bạn này nha mọi người nha. Giờ để tôi đi. Tôi không biết là có đặt giải là có được thiệt hay không thì mình cũng không biết các bạn, nhưng mà bạn là cứ tham gia thử nha các bạn ơi. Giờ mình đi sang nhà khác nha. Rồi nhà tiếp theo không ai khác các bạn, đó là nhà của chị mèo chị Sammy Parke nha mọi người. Sammy Parke kiểu như gì thả 10 sao và một tim ở lại 10 phút là tặng thỏi vàng ha. Ok, đó tôi vô thử nha. Đây rồi các bạn ơi, thì đây nhà của Sammy Parke nha các bạn. Đây Sammy Parke thì đang đứng đây nha mọi người. Các bạn bu khá là đông luôn. Thì không biết là các bạn này có biết là mấy bạn này Parke hay không thì tôi không biết nha mọi người. Mà để mình coi mình tham quan thử cái nhà bạn này sẽ như thế nào nha. Ôi, bạn này phải xây cái hoa cỏ dưới này ở đâu ra mà đẹp dữ ta. Ok, ở có câu cá bên này luôn. Ê, cái này cái bông gì mà đẹp vậy? Bạn này xây kiểu này đẹp á. Cái trận đảo này ok nè mọi người. Rồi tức là bây giờ là đi leo tháp tặng quà vàng, tức là leo lên tới đỉnh là nhận được quà thỏi vàng hả? Ai mà biết được. Là tới đỉnh trên kia hả? Cái gì xa dữ trời, là có ai tới chưa? Để có bạn này tới luôn nè mà không thể 84 giây. Là sao vậy? Lên này là tay le rồi ba ơi. Thôi bây giờ mình không lên đỉnh mọi người, để mình đi tham quan thử coi. Ngoài cái vụ mà thỏi vàng này ra thì có cái gì không nhé các bạn ơi? Rồi đi nha. Thì ở bên này là có để là thẩm mỹ viện và thẩm mỹ viện Miley Sa lớp hả? Cái gì vậy? Thẩm mỹ viện của Miley Sa. Cái đây là hàng ghế chờ. Ủa sao ghế chờ lại sao có giường của em bé ta? Có giường của em bé rồi có cái vụ có ghế ngồi nữa nè mấy bạn. Là ấy tính ra tôi đã ăn cuốn ở đây được các mọi người. Đây nè, lú đầu lên nè, cái con vô lô con nè các bạn.
trẻ hoài cái vậy. Rồi qua bên này thì thẩm mỹ viện. Ở sao thẩm mỹ viện có người ngoài tinh đây vậy trời? Là sao vậy? Ồ đó, coi thẩm mỹ viện mà có để trang trí Halloween nữa là sao vậy? Là có thiệt sự là thẩm mỹ viện chưa? Chị Sammy đào có nút vàng nha mọi người ơi. Ghê. Chị Sammy pha ke xây lâu bài băng hả các bạn ơi? Ghê vậy sao? Rồi bên này là cái khu vực để các bạn chơi game nha. Bạn nào muốn chơi game thì vô đây chơi cũng được nha các bạn. Ok đấy. Nói chung là mình những bạn này pha ke mà gọi là xây có tâm các bạn, xây có tâm nha. Mặc dù là pha ke thiệt nhưng mà người ta xây kiểu như cho các bạn kiểu như rảnh rỗi đồ vô chơi cũng được, các bạn tham quan được kiểu nào đó thì các bạn vô bắt cua nè. Bắt cua cũng tương đối là kiểu như mức trung bình đó, thành ra mấy bạn nhảy cũng cũng vui vui nha. Bạn nào có chuyên bắt cua thì có thể nhảy qua đây nha mọi người nha. Ê, cái chỗ này bị lộ mọi người, chỗ này bị lộ nha. Bạn nào nhảy tới đây rồi thì nhớ nha, là trái phải nha các bạn ơi. Ok ha. Thì bạn nào có muốn thử vô nhà của bạn Sammy này để nhận thỏi vàng thì bạn vô thử nha. Bây giờ mình xem nhà khác nha bạn ơi. Đây còn đây nữa các bạn. Đây mình phát hiện là Angel thả 10 sao nhận vàng các bạn, để mình vô thử coi như thế nào nha các bạn ơi. Rồi mình vô nhà của bạn Angel Parke này các bạn. Thì Angel Parke này bảo là thả sao là nhận thỏi vàng ha, không biết có không các bạn. Thì đây thì chủ nhà Parke các bạn ngủ rồi nha các bạn. Thì thôi để coi mình thả một tiên với lại 10 sao có thỏi vàng tới không nha mọi người. Thả sao và 10 gì, thả 10 sao và một tiên xong nhắn thư chị nhận thỏi vàng nha hả. À đâu, tôi nhắn thử coi. Cho em thỏi vàng đi chị, rồi tôi gửi thư luôn nha mọi người. Rồi để thử có thỏi vàng không nha các bạn ơi. Rồi trong cái lúc mà chờ đợi chị trò khoa ke này có gửi vàng cho mình không mọi người, mình sẽ đi khám phá một vòng nữa trong nhà của chị này có gì nha các bạn ơi. Đây thì ở đây. Ủa cái chỗ đó là cái, ủa tôi tưởng là cái chỗ đó là đi qua đó được chứ. À thì ra là qua đây là có những cái máy trò chơi này các bạn đó ha. Rồi tính ra xây này cũng đẹp nha. Ở bên đây thì có một cái khu gọi là bắt cua các bạn, để mình zoom to lên cho các bạn xem nha. Có những ngọn núi trên đó nữa kìa. Đây, để mình qua đó thử, các bạn đi qua đó nha. Đây chỗ này nói chung là pha ke thì pha ke nhưng mà xây cũng khá là chỉnh chu các bạn. Xây cũng khá là ok đó, để tôi đi thử nha. Rồi mình thấy đường bên đây dễ hơn nào mà sẽ đi đường bên đây nha. Đây tôi lên các bạn. Nhảy mấy cái này thì dễ hơn bên kia mọi người, bên kia thì nhảy khó quá. Với lại cái trình độ của tôi thì các bạn cũng biết đó là khó nhảy lắm nha mọi người. Để tôi lên thử nha. Cái xây này dễ nha. Wow, cái này là hình như mười mấy ca tiền sao một cái ngọn núi như thế này các bạn. Để tôi lên thử nha. Ấy, lên tới ấy, cái này dễ nha, cái này dễ nha mọi người. Lên tới chỗ này nè, lên tới chỗ đích nè. Trời đất ơi, cho tôi qua. Sao nhảy hơi vướng nha. Rồi bạn ơi, cho tôi tới nhé bạn ơi. Đây tôi tới nè, cho tôi tới trong vòng là 30 giây, 34 giây nha các bạn. Wow. Thì đây các bạn, thì đây là toàn cảnh của nhà của bạn anh trò pha ke này các bạn ơi. Bạn này vẫn pha ke nha các bạn. Thì hồi nãy giờ mình gửi thư á, thì bạn cũng chưa gửi thỏi vàng lại cho mình, nó không biết có hay không đó. Thôi mình đi sang nhà người khác nha, mà biết đâu một lát là bạn gửi mười thỏi vàng cho mình thì sao nha. Rồi đi nha bạn ơi, thì một lát nếu mà có thư thì mình sẽ gửi cho bạn xem nha. Rồi đi thôi. Thì đây các bạn, thì các bạn cũng thấy nha, ngoài cái những cái nhà mà vô bắt cua nhận thỏi vàng hay làm gì nhận thỏi vàng ra, thì ở đây có những cái nhà chẳng hạn như thi hoa hậu nhận quà Noel nè. Ở đây là cũng là thi qua khôi, có ký tường các bạn, này thi qua khôi là ký tường nha. Ôi, khoan nha mọi người, cái nhà này đã là nhận vàng nha mọi người, nhận vàng. Để tôi vô nhà thử có nhận vàng không, cái mình đi qua những cái quà nhà thi hoa hậu này nha mọi người đó. Thi hoa hậu có quà, có giải nè, mấy chế đó hay chưa. Mấy bạn này sao cái này mà thi hoa hậu hơi bị nhiều nha mọi người ơi. Ở đây cũng vậy thế nè. Rồi thì mình vô nhà của bạn những gì, bạn nhận vàng gì nè mọi người. Thì một cái nhà trống trơn. Ê, nhà trống trơn có bạn Junbi Play VNG nữa. Trời đất ơi, gì ghê vậy Junbi ơi, đi đâu vậy em? Sao Jun ở đây vậy Jun? Sao Jun vô nhà nhận thỏi vàng vậy Jun ơi? Ủa là sao vậy? Thì chủ nhà đang hình như là chắc có lẽ là đang chơi tiệc kiểu như ai top 1 rồi tặng thỏi vàng hay sao các bạn ơi, mình cũng không biết nữa tại vì không có để cái bảng gì trơn nè. Xây mua cái nhà 36k rồi trống trơn như thế này xong rồi vô mở tiệc chứ tôi không biết sao nha các bạn. Thôi gì chứ cứ cho bạn 10 sao rồi nha. Rồi mình đã vào nhà của một bạn gọi là thi hoa hậu có nhà có quà nè mấy chế ơi, thì để tôi coi thử coi. Hồi nãy mình vô nhà kia mình chưa thấy thi hoa hậu như thế nào nha mọi người, đó vô thử nha. Spam cho kiwi đây, spam kiwi nè, 10 sao nè, nó một team máy yêu nè. Thi hoa hậu có quà gọi gì đây? Quản lý hả? À, này là tên của ban quản lý ha mọi người. Muốn làm thì kêu quản lý mình nha. Muốn làm là gì ta? Muốn làm là cái gì mọi người? Rồi bên này thì sao ta? Thi hoa hậu này, ủa mấy bạn đứng trên đây này mà chủ đề là gì vậy? Ai là sao để tôi coi. Ấy, hình như là mấy bạn này đang mấy hai bạn này đang mặc trang phục áo dài nha mọi người.
chắc chủ đề là áo dài hay sao nè. Idol toàn toàn quen nha. Idol toàn quen là sao? Là sao? Là nó ai á? Là tôi hả? Là nó tôi hả? Không, tôi đừng có quan tâm tới tôi, đừng có quan tâm tới tôi. Tôi đi coi thử mấy bạn chơi như thế nào thôi. Đừng quan tâm tôi nha. Rồi, có mấy bạn nhận ra tôi rồi mọi người. Hello mấy bạn nha. Rồi cho bạn này lên TV luôn nha bạn. Hello. Anh hết lượt ký rồi mọi người. Anh hết lượt ký rồi, ngày hôm nay ký rồi, các bạn ký trong nhà đâu hơn 100 lượt rồi, thành ra là không ký được nha. Cảm ơn mấy bạn nha, hello các bạn nha, gọi là anh đi nha mọi người nha, bye bye. Thì đó các bạn thì có rất là nhiều nhà gọi là để nhận thỏi vàng hay là nhận quà luôn các bạn. Thì các bạn nghĩ sao về những nhà của những cái bạn này mọi người? Thì mấy bạn có từng tham gia của nhà của bạn nào mà đã có nhận được giải chưa nè? Bạn nào nhận được rồi thì comment bên dưới cho mình nha. Thì không biết là có nhận được hay không, nhưng mà ở kênh của mình hoặc là ở kênh của mình thì sẽ có nhận thỏi vàng thiệt nhé mẹ. Rồi bây giờ mình chặt kèo đi gieo tặng thỏi vàng các bạn nha, đi thôi. Rồi thì trước tiên là cái mini game kết bạn nha, thì mình đã kết bạn với bạn này là bạn comment sớm nhất cho mọi người nha. Rồi tiếp theo là cái quà ngày hôm qua, các bạn quà ngày hôm qua thì hơi bị chiến luôn nha, để coi người may mắn nhất ngày hôm nay sẽ là ai đây các bạn, là ai đây? Là bạn Dolly nha mọi người nha. Chúc anh một ngày vui vẻ, nhận gói hoa tiết đúng không em? Rồi chúc mừng em nha. Ok thì mình đã thanh toán thành công dành cho bạn này nha mọi người nha. Rồi đúng gói luôn nha. Rồi các bạn thì cái mini game video này là cái gì, các bạn sẽ là 16 thỏi vàng nha các bạn. Rồi đã tham gia cái mini game bên mình đó, bước 1 phải like video nào, đăng ký kênh và nhấn cái chuông, các bạn nhớ nhấn cái chuông nha. Cái bước thứ hai là các bạn để lại tên trong game của các bạn nha, bạn tên trong game cộng với ID gì mình nha mọi người. Đây đây mình dễ vào lấy nha. Là cái tên trong game nè, nó cộng với cái ID thì các bạn nhấp vô đây, bạn sao chép giùm mình nha mọi người nha. Tại đây nha các bạn. Rồi thì cái bước thứ ba là các bạn comment là nhận 16 thỏi vàng nha mọi người. Rồi thì chúc các bạn may mắn nha. Thì sẵn thỏi vàng xong rồi làm gì nữa ta, thôi giờ cho các bạn lên TV nha. Rồi bạn nào mà muốn lên TV thì vô nhà mình nha mọi người, đi thôi. Ok hello mọi người nha. Rồi lên TV nè các bạn. Hình như tôi thấy bên này nó xấu nha mọi người, bên đây nói là tôi đi ẻ gì đúng không, tôi thấy gì đó nha, tôi thấy gì đó nha. Cái gì ta, tôi mới lên trễ chứ thôi mà, chế trễ có 2 phút mà. Chớp biết ông lần không, lần nào em, lần đầu tiên nha, trong gì trong gì hình trái thanh long có trong mì tôm á, gì vậy trời. Bạn fan toàn vô lô 1 nữa ha, dữ vậy sao ha. Bạn Trúc nè, bạn Sòi Cua Te nè ha, rồi bạn Su, bạn Sun Bà Lây nè, bạn Jimmy nè, ngủ cũng không yên gì vậy. Bạn bạn này tên gì mọi người, bạn này tên gì các bạn không biết luôn á, cơ này ác mộng ha. Bạn Hưng nè ha, bạn số mà xin nhau số là cái này mình là biên chi liên ở ai biết không biết tên gì vậy bạn, tên tiếng gì sao đọc được trời. Em tên Chi, dạ vậy xin chào bạn Chi nha. Bạn Hoàng Nổ nè, anh toàn thúi á, như vun thúi vậy hả, không sao đâu em, thúi hơi không sao đâu nha. Kem đánh răng hả, trời ơi đặt tên kem đánh răng gì trời. Bạn Nhiên Con Ba, anh toàn em kết bạn em được không, rất muốn á nhưng mà anh Phương kết bạn em nha. Bạn Yến Nhi nè, bạn đâu hả, giờ đâu có đĩa đâu nãy, bạn rồ 12 nè, bạn Khánh Linh là nhớ em không á, nhớ nha em, nhớ nha. Bạn Linh Chia nè, rồi bên này là dòm có là bạn Lily nè, bạn Đệ Hai Tubi Drama, bạn Thắng Nhỏ, bằng Bà Rai, bạn Chung Ngụ Bích, bạn đứa nào ở đây ngủ ba bốn đứa rồi mọi người, ngồi chịu rồi. Bạn Hưng nè, bạn Nhonacho, bạn Hiệp nè, bạn Bảo An nè, bạn Hero Thư nè, em fan anh cũng fan em nữa em. Bạn Beta Tero nè, bạn kia Mini nè đó. Bạn Khắc An nè ha, bạn cây A22T thứ ba nè, bạn Nhonacho ô lộn bằng căn Bichelin tiếp nè mọi người. Bên này là bạn Mạnh Yolo nè, bạn Yến Nhi nè, bạn Ro Chiên á, đọc tên em đi, em đi học thì bạn Trâm Đây nha. Hello bạn Trâm Đây nha, bạn Sunny nè, bạn Ngọc Mai nè đó. Rồi bên này là có là bạn Thỏ nè. Hi Linda, xin chào cả nhà. Ủa gì vậy, vừa ngủ mà vừa chat được luôn hả, bạn này ảo vậy hả, tôi chịu rồi là sao vậy trời. Bạn Lily nè, bạn này nè, bạn nhí ẹ cua gì nè đó, bạn Ari nè ha, bạn Yến Nhi nữa nè. Anh làm video câu cá băng hả? Không, cá băng anh có rồi, chắc là ổ mà hổm có làm rồi, mà hổm có làm video cá băng rồi, em chưa coi đúng không, buồn ghê luôn á. Bạn Ốc Tiêu Sunny nè, anh có yêu không, có nha em, ai mãi yêu em. Bạn Bay Nhạc 6 lần nè, bạn Phong Tu Ghe Rò nè, bạn Tin nè, bạn Hách nè, bạn Kaya nè, lộn, hello toàn hoa nách gì vậy trời. Bạn Cá Kính của JT nữa, anh có vợ chứ, anh có vợ rồi nha em, thấy cái bản tên là biết rồi đó, nhân viên y tế đó. Bạn Gia Trang nè, bạn Đây Trang, anh xin lỗi em đi ha, dạ xin lỗi. Bạn Mie nè, bạn Zanjika nè đó. Rồi bên này là bạn xong rồi mọi người ha, thì bạn nào muốn lên TV thì các bạn vào nhà mình lúc 13 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật nha mọi người nhé. Rồi bạn nào muốn kết bạn với mình ấy, thì hàng ngày mình trên video mình đăng lên á, bạn nào comment sớm nhất, bạn nào bình luận sớm nhất thì mình sẽ kết bạn đó nha. Nên bạn hãy nhấn cái chuông để khi nào mình ra video mới thì bạn vô bình luận sớm thì nha mọi người nha. Nhớ mọi người nhớ là mỗi video là mình sẽ có quà tặng cho bạn nha. Gần đây thì chắc mình tặng thỏi vàng cho bạn đó, là kiếm 100 thỏi vàng nha bạn nha. Giờ hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha, bye bye.